cha với mẹ cho vui nghe con. Bà lại vậy nữa rồi. Tại sao con nói với mẹ là 30 Tết con về? Mày là ai? Thử nó! Tôi không phải là ba của hai đứa con hồi hắn. Mẹ con em ghét anh. Không giữ, không nhìn thịt con. Chết mẹ.